năm ngày thành lập công ty thì đại diện phòng nhân sự kính chúc cho công ty ngày càng thịnh phát và ban lãnh đạo ngày càng mạnh khỏe, vững tay chèo chống con thuyền vượt qua mọi thử thách trong thương trường. Bên cạnh đấy chúng kính chúc cho toàn thể anh chị em công ty Đất Xây Miền Đông hoàn thành nhiệm vụ và kiếm thật nhiều tiền. Mình xin đại diện cho văn phòng giao dịch ở tại Đồng Nai nhân dịp kỷ niệm 1 năm thành lập công ty. Xin kính chúc quý ban lãnh đạo nhiều sức khỏe để hướng dẫn và lãnh đạo công ty ngày càng phát triển hơn nữa. Xin chào, nhân dịp Đất Xanh Miền Đông được 1 tuổi, em đại diện phòng phát triển kinh doanh chúc công ty ngày càng phát triển và triển khai thành công thêm rất nhiều dự án nữa. Chà yo. Nhân dịp doanh nghiệp Đất Xanh Miền Đông chúc ban lãnh đạo công ty nhiều sức khỏe, Đất Xanh Miền Đông ngày càng phát triển, đặc biệt thì công phòng Sài Gòn ngày càng thắng lợi trong cái cuộc chiến diễn cải của sắp tới. Nhân dịp một năm thành lập Đất Xanh Miền Đông, tôi chúc ban lãnh đạo sức khỏe, thành công để dẫn dắt toàn thể anh em lên tầm cao mới. Chúc toàn thể anh em Đất Xanh Miền Đông trong thời gian tới chốt thật nhiều giao dịch. Nhân dịp sự kiện đặc biệt 1 năm thành lập công ty Đất Xanh Miền Đông, tôi Phạm Hùng Đã, giám đốc sàn Bình Phước, chúc Đất Xanh Miền Đông phát triển thành công, đại thành công. Nhân dịp kỷ niệm 1 năm thành lập Đất Xanh Miền Đông, kính chúc ban lãnh đạo, toàn thể cán bộ nhân viên Đất Xanh Miền Đông 1 năm gặt hái được nhiều thành công và thật nhiều sức khỏe. Bước sang tuổi thứ 2, xin chúc cho đại gia đình Miền Đông, cảm ơn lãnh đạo, anh em tập thể trong đại gia đình Miền Đông sẽ tiếp bước những cái bước tiến chắc của cái người sắp tới. Chúc mừng sinh nhật công ty vừa tròn 1 tuổi. Trải qua 1 năm, tuy là thời gian chưa đủ dài để khẳng định vị thế công ty, nhưng mà tôi tin là ở cột mốc này, thời điểm này thì nơi đây sẽ là nơi tạo dựng thành công. Nhân kỷ niệm 1 năm thành lập Đất Xanh Miền Đông, đại diện ban lãnh đạo công ty chúc toàn thể cán bộ nhân viên Đất Xanh Miền Đông sức khỏe và đạt được những thành công hơn nữa của công ty. Chúc công ty cùng hệ thống cán bộ nhân viên bước sang tuổi thứ 2 sẽ phát triển và thành công, chinh phục những mục tiêu mới cao và xa hơn nữa trong tương lai. Chúc tổng giám đốc Đất Xanh Miền Đông anh Nguyễn Chí Thính sức khỏe để dẫn dắt đội ngũ công ty vươn mình ra biển lớn, và đặc biệt hơn nữa chúc tổng cục chúng ta sẽ sớm có vợ để anh em được ôn luyện. Yeah.